Và xin chào quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Xem Vào Nam. Hôm nay thì Xem Vào Nam sẽ giới thiệu cái vị trí của Tô Ta tại Hoa Tử Liêm đây ạ. Mọi người có thể nhìn thấy cái địa chỉ vị trí ở đây, cũng tạm có thể rất dễ dàng tìm kiếm thôi. Nó sẽ giao giữa đường Tố Hữu và Vũ Trọng Khánh, địa chỉ ở đây, có đường ngã ba đây. Các chị lưu ý nhé, cái chỗ đèn xanh đèn đỏ này và có chỗ bốt công an hay đứng kìa, mọi người lưu ý giúp Tuấn. Và đến đây thì quý anh chị có thể đi từ Lê Văn Lương đi ra thì lưu ý cái đường bên trong là đường BRT, không đi vào đường đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái nhà chờ Mộ Lao ngay phía trước của showroom thôi. Và bên kia là cầu Mộ Lao nhé, thưa quý anh chị và các bạn. Đấy, mọi người để biết hơn cái vị trí của Tô Ta Thăng Hoa Tử Liêm. Giao cắt như nào, đi đến vị trí cũng rất là dễ là tìm kiếm thôi. Quý anh chị có khó khăn nào đấy thì có thể là alo cho Xem Vào Nam với số hotline là 0911 419 868. Ngoài ra ở đây thì Tô Ta Tài Hoa Tử Liêm là một đại lý 3S. Ở đây chúng ta sẽ có như sửa chữa này, thay thế phụ tùng, bảo hành. Kèm theo là chúng ta sẽ có xe mua bán, trao đổi xe. Tài Hoa Tử Liêm có vị trí khá là thoáng và rộng nên mọi người vào đây có thể là có cái không gian thoải mái và chờ hoặc là đi lại nó dễ thuận tiện hơn. Còn những cái dòng xe ở đây bán ra thì Tuấn thấy khá là đầy đủ, như Tô Ta Avanza, Veloz, Vios này, và Ray Cross, đầy đủ các xe lái thử nữa cho quý anh chị các bạn. Nên mọi người không lo. Về chất lượng dịch vụ thì 5 sao rồi. Ở đây thì các bạn lễ tân hay về đồ nước uống khá là sẵn sàng đợi chờ cho quý anh chị. Và giá xe khuyến mãi chương trình khá là tốt. Rồi, đó là vị trí và của Tô Ta Thăng Hoa Tử Liêm. Mọi người có cần bất cứ những câu hỏi nào có thể để lại phần comment phía dưới ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo.